Long thành đại đa nguyên vô long thành đại tứ hoan diệu long thành đại ngũ hoan mỹ long
Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt Lịch Đại Tổ sư Thiên Vị Bồ Tát. Nam mô Thiên Phúc Thượng Thượng Lịch Đại sư Vị Tổ sư. Cung kính những cái bạch bạch trên chư thôn phúc hòa thượng sư thượng tòa đại đức tăng ni hiện tiền thanh tịnh chúng có các vị chúng con đại diện cho pháp thượng tướng giới từ các tôn giới từ học đồ sư môn pháp phái của phố đại giáo hòa thượng quyền chủ chúng con nơi đây có duyên sự sở thành biểu lễ chúng con xin sư lời thay mặt nam mô A Di Đà Phật cung kính ngưỡng bái bạch các chư tôn thượng hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni hiện tiền. Ngày hôm nay trong chúng cầu điều chủ sứ chúng con nơi đây nhân tuần ân đại đường cố trưởng lão hòa thượng cô sư chúng con tiền nhận tiền nhờ chúng con đã thân vân về các chúng thuộc của cầu đình quan trị sự sở giáo cũng như các chủ sứ tiền tiền đến trên chư tôn đức hòa thượng tôn thượng tòa đại đức tăng ni ngày hôm nay quan long về chốn tổ đình chủ sứ nơi đây để liên hương cầu nguyện nhân kỷ niệm thuận tân đại đường cố trưởng lão công sư sư con thời giờ này anh sư tôn cũng hòa thượng sư tổ tọa đại đức tăng ni đang phân tập tân ngủ trước tổ đường chúng con xin thành tâm đỉnh lễ bái chào và xin các phần nghi lễ cầu siêu tiến cho cố trưởng lão hòa thượng tôn sư chúng con được phân chiêm công đức kính bạch trên chư hòa thượng chư thượng tọa đại đăng từ bi hoan hỷ phát chứng cho chúng con nam mô A Di Đà Phật. Trước sự cái giới tờ về căn căn tuyến pháp tuyến môn đồ
có đến các chốn chủ xứ để cảm cảnh trên khi tôi đức hòa thượng và chúng ta đã quan tâm về tôi đình trên phút đây là niềm vui kỷ nguyện trả đẹp bản sinh sự cầu nguyện cho cố các linh hòa thượng được sâu đậm cả quốc. Cái thời gian này thì các vị cũng khiến tăng hoan hỷ ra để hái chào và hành trình tôn đức và cũng xin các hoan lễ được biết thì sáng nay thì các sư cũng đang lên có cuốn phật phật bây giờ thì mình cũng thỉnh trí tôn đức lên trên chùa làm lễ các cầu nguyện cũng các vị hòa thượng và sau đó thì chính nhà tổ thì các vị cũng các linh hòa thượng ông tổ các vị đến để vì đại tổ sư tất cả chúng mình và để Nam Mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn cũng hòa thượng và đại đức tăng ni đã được đi hoan hỷ đáp chứng cho rồi, con xin thành tâm nâng kính lễ bái chào. Chú đại bi thập chú sau đó là bát nhã A Di Đà Phật thân kim sắc tướng và nhiễu pháp tam táp sau đó là quay trở về bản tọa để hiểu. Tu đi 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 tu đi
Thank you.